Ngày 1 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, gọi tắt CPP, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdet Khun Sudari. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Samdet Khun Sudari đánh giá cao, bày tỏ phấn khởi về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Campuchia, tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ do CPP làm nòng cốt, nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị của CPP giai đoạn 2023-2028 và các mục tiêu của Chính phủ khóa 7 đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hai đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, vừa là đồng chí vừa là anh em. Do vậy, hai bên cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội dung cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng và cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba đảng Việt Nam-Campuchia-Lào trên các lĩnh vực. Trong đó nhấn mạnh hai quốc hội tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, phối hợp giám sát việc triển khai các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, liên nghị viện quốc tế. Ngày 1 tháng 12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan điều tra tỉnh này đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị rà soát, cung cấp thông tin liên quan các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi các địa phương hoặc sở ngành từ tháng 7 năm 2016 trở lại đây. Theo đó, nội dung văn bản đề nghị phối hợp rà soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với cương vị đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố hoặc các sở ban ngành, đơn vị trực thuộc từ thời gian trên. Trước đó, ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, thường gọi là Cường Quắc. Đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cường Quắc cùng đàn em được xem là băng nhóm xã hội phức tạp ở Thái Bình. Ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất đề xuất về việc hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá nhà hàng Thủy Tạ. Trước đó, ông Đoàn Hải Hà, ngụ thành phố Hà Nội, trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ Hồ Xuân Hương với số tiền hơn 15,1 tỷ đồng một năm, đóng tiền thuê một lần trong 10 năm là trên 151 tỷ đồng. Mức giá trên cao gấp 5 lần so với giá khởi điểm, khiến dư luận tại địa phương quan tâm. Tuy nhiên, sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kết quả đấu giá, ông Hà đã xin không đầu tư vào khu nhà hàng này do không được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho phép, đổi tên nhà hàng Thủy Tạ thành nhà hàng HV. Khu vực nhà hàng Thủy Tạ có tổng diện tích 3.876 m2. Cá nhân từ bỏ đầu tư vào nhà hàng Thủy Tạ chấp thuận bỏ cọc số tiền hơn 600 triệu đồng khi tham gia đấu giá. Ngày 30 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Anh Vũ, sinh năm 1989, thường trú tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vũ bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ trong thời gian làm đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6202D, đóng tại huyện Bến Lức, Long An. Điều tra ban đầu giai đoạn 2021-2022, khi làm đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6202D, Vũ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận tiền của nhiều cá nhân để hợp thức hồ sơ thiết kế, thi công xe cơ giới cải tạo và sắp xếp nghiệm thu, kiểm định tại trung tâm. Thực tế, các phương tiện đã được chủ sở hữu tự thi công, cải tạo, còn Vũ sử dụng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại kỹ thuật DECA, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, do người thân Vũ làm giám đốc để lập khống hồ sơ thiết kế thi công cải tạo. Trong quá trình nghiệm thu, kiểm định,
Vũ trao đổi, thỏa thuận với các cá nhân có liên quan để bảo đảm hồ sơ thủ tục theo đúng quy định, đạt kết quả theo yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6202D. Ngày 1 tháng 12, không khí lạnh đã tràn về Hà Nội và miền Bắc, gây đợt mưa trên diện rộng kéo dài cả ngày không ngớt. Nền nhiệt giảm mạnh, các trạm đo tại Hà Nội ghi nhận nhiệt độ phổ biến ban ngày là 18 đến 19 độ C. Còn tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, chỉ có 14 đến 15 độ C, trời mưa rét. Dự báo ngày 2 tháng 12, mưa gió ở miền Bắc sẽ giảm, nhưng trời vẫn rét, nên nhiệt phổ biến là 15 đến 18 độ C. Vùng núi cao có thể xuống dưới 11 độ C. Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa to trên 140mm. Đợt mưa này còn tiếp diễn trong ngày 2 tháng 12. Các trọng tâm mưa là Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa. Từ đêm ngày 3 tháng 12, mưa lớn ở các khu vực này sẽ giảm dần. Trong các ngày 2 và ngày 3 tháng 12, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía đông Tây Nguyên có thể mưa to. Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.